liên quan đến nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp nghi nhiễm COVID-19. Ngày 26 tháng 6, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM khẳng định nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đồng Tháp âm tính với virus SARS-CoV-2 và CDC sẽ hoạt động trở lại. Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM, tất cả các trường hợp F1 và F2 cũng đều âm tính. CDC Đồng Tháp sẽ hoạt động trở lại bình thường từ hôm nay. Trước đó, ngành y tế phát hiện một trường hợp bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ công bố vào tối ngày 25 tháng 6, tiến hành lấy mẫu các trường hợp liên quan tại bệnh viện, nhận thêm 10 trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó có trường hợp nhân viên hành chính của CDC do có đến bệnh viện nuôi bệnh.